Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên. Và chủ đề hôm nay của chúng ta là họ nghĩ gì, cái người mà làm tổn thương bạn khi xưa. Và thông điệp sẽ dành cho các bạn đang thắc mắc không biết cái người làm tổn thương mình khi xưa đang nghĩ gì về bạn ở quá khứ và ở hiện tại. Qua đây sẽ có một số thông điệp của vũ trụ sẽ dành riêng cho bạn. Và mình sẽ nói những điều cần nói, chứ không phải nói theo những điều bạn muốn nghe. Và vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất. Thông điệp cũng có rất nhiều, hy vọng các bạn lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của chính mình. Khi xưa, họ đã nghĩ bạn là cảm xúc quá nhiều, và cái tôi đã chính làm bạn tổn thương chứ không phải là họ. Chính họ cũng nhận ra rằng, cái mối quan hệ này đã trải qua rất nhiều khó khăn, và hai bên đã chịu nhiều rất đau khổ. Và điều quan trọng là mỗi người giữa bạn và họ đều có phần xấu. Chúng ta đều là con người, chúng ta sẽ dễ dàng vi phạm sai lầm, đôi lúc là sai lầm nghiêm trọng và làm tổn thương người khác. Bởi vì năng lượng là cái năng lượng tổn thương trong mối tình này rất là nhiều. Và cuối cùng là không biết là bạn phải làm gì và họ làm gì để tin tưởng vào sự tốt lành của tình yêu mà cố gắng sống, tiếp tục theo đuổi đến tận bây giờ. Do đó đã có sự trượt ngã để cho hai bạn phải xa nhau. Về phía bạn, bạn cũng cảm thấy rằng bạn yêu một người mà người này không quan tâm, mà không yêu bạn như bạn nghĩ. Có một sự phản bội, bị bỏ rơi từ bỏ ở trong năng lượng của trái bài. Cái nỗi đau không diễn bằng lời đã ập đến khiến bạn bất ngờ lắm. Và bạn cảm thấy là mình không hiểu gì đang xảy ra. Nhưng mà bạn có thể một số người là các bạn không muốn biết hoặc không muốn thừa nhận cái chuyện này đã ập đến với các bạn. Khi mà các bạn tự đặt cho mình giả thiết hay giả định là cái mọi việc nó sẽ không phải như vậy. Nếu như lúc đó bạn chịu lắng nghe tiếng nói từ bên trong của mình, thì nó sẽ giúp bạn định vị được vấn đề, bạn sống bình tĩnh và hãy tha thứ cho mình và cho họ. Từ đó bạn sẽ không lập vấp ngã, sống trong khổ đau một thời gian rất là dài. Từ những cái ghi hoặc và chìm trong đau khổ của bạn khiến họ cảm thấy bạn không phải là một người có giá trị. Có thể là họ đã không chung tình lừa dối bạn, hoặc là có gì đó nó xảy ra rất là đau khổ. Nhưng mà nếu như khi đó bạn xem xét tình hình một cách cẩn thận và chịu giao tiếp hỏi những người xung quanh, thì mọi thứ có thể là khác đi hơn bây giờ rất là nhiều rồi. Khi ấy, nếu như bạn biết điều khiển cảm xúc của mình và muốn làm cho cái tình cảm nó được tồn tại và đơm hoa đó, thì hai bạn cần phải sẵn sàng hành động, trò chuyện và suy nghĩ thật thấu đáo về mối quan hệ này. Những cái vấn đề bạn đang mắc phải, bạn đừng có ôm cái nỗi đau trong lòng của riêng mình, mà cũng đừng đau buồn quá lâu. Bạn hãy tìm được cái hướng đi đúng đắn nhất cho mình, thì cái mối quan hệ nó sẽ phù hợp cho bạn sẽ tốt hơn. Đừng cố để cho mọi thứ phải diễn ra theo ý mình, hoặc đòi hỏi là một người nào đó phải quan tâm đến bạn. Nếu như tự thâm tâm của họ không muốn, bởi vì một người yêu đích thực sẽ luôn quan tâm theo cách riêng của họ, hoàn toàn tự nguyện, mà không cần bạn phải nói lời yêu cầu hay là bất cứ gì hết. Và hiện tại, ngay lúc này, thì mọi thứ lại khác đi hẳn rồi bạn, bởi vì các bạn đã trải qua một quá trình chữa lành tổn thương của mình. Các bạn biết phát triển bản thân, các bạn yêu đời hơn, các bạn tìm tới những giá trị tạo nên con người bạn. Bạn cũng nhìn ra những cái bài học trong nghiệp quả của bạn và người đó. Bạn thay đổi rất là nhiều. Và họ vẫn nhìn bạn như khi xưa, vẫn thấy bạn là một người lớn mà có tâm hồn của trẻ thơ. Nhưng mà hiện tại á, hình như bạn đang tập trung vào của cải vật chất và sự hưng thịnh. Bạn muốn cuộc sống mình phải đảm bảo an toàn. Bạn muốn là những cái thành quả vững chắc, nó sẽ là cái điều mà nền tảng cho bạn để bạn ổn định và cơ sở bạn sẽ không bị đau khổ nữa. Bởi vì khi mà chúng ta không tập trung vào tình yêu thì chúng ta sẽ tập trung vào sự nghiệp, tập trung vào sự giàu sang, sung túc cho bản thân của mình. Bạn tràn đầy niềm tin tưởng và cơ hội, muốn biến tất cả giấc mơ của bạn thành sự thật. Và họ cũng cảm thấy được điều này ở bạn. Và họ vẫn thường xuyên theo dõi bạn, bởi vì họ thấy là bạn đang
rất tận hưởng những cái thành quả bạn đạt được. Mà cái niềm vui này á, lại liên quan đến sức mạnh về cơ thể nè, về cái kỹ năng và vật chất tài sản của bạn hiện tại từ ổn định tới mức khá trở lên. Và hãy bạn sống như chưa từng được sống vậy đó. Thường mà những cái cơn mưa đi, cái bình minh, cái ánh sáng sẽ tới. Và hiện tại bạn đang ở cái thời điểm phồn vinh. Chính họ cũng thấy là bạn đang chịu bước ra cái vỏ bọc, không bị tổn thương nữa. Bạn chịu ra ngoài để gặt hái những thành công. Bạn biết làm giàu cho bản thân, biết phát triển và bạn suy nghĩ là những gì cần đến với bạn sẽ đến. Chứ bạn không còn sống trong đau khổ để tập trung vào tình yêu nữa. Bạn biết tìm ra một cái giải pháp thực sự là tốt cho mình ngay lúc này. Bạn không còn mơ mộng. Bạn tập trung vào những cái gì mà tạo ra cái giá trị cho bạn, tạo ra cái hiệu quả thực sự, một hành động cho giấc mơ của mình. Và hình như năng lượng của bạn cũng tỏ ra làm sao, thì họ cũng thấy là bạn vẫn còn mơ mộng vì họ vẫn còn nghĩ họ rất là nhiều. Nhưng bản thân bạn đã biết dừng thôi dứt những cái nhớ thương, những cái tổn thương khi xưa nữa, bởi vì bạn biết tập trung vào cái gì cần thiết cho mình ngay lúc này. Chính họ cũng cảm nhận điều này rất là nhiều. Và chính họ cũng thấy là ở một cái tương lai rất là gần, bạn sẽ là một người có tầm nhìn xa và mục tiêu của bạn rất là lớn. Và bạn cũng sẽ nhận thức rất rõ ràng cái mục đích và hướng đi tương lai của bạn. Và bạn sẽ làm bằng mọi cách để bạn đạt được mục tiêu đó. Bởi vì trong lúc quen bạn khi xưa, họ thấy bạn là một người rất là quyết tâm. Bạn có mục đích và định hướng cho tương lai mình rất là rõ ràng. Nhưng bởi vì những cái đau khổ, tổn thương về tình yêu mà bạn đã bỏ quên cái bản thân của mình. Và bây giờ bạn đã lấy được cái năng lượng của mình, bạn trở lại và chiến đấu rất mãnh liệt cho cái mục tiêu của bạn. Do đó bạn thấy là bạn sẽ không có để cho thời gian của mình bị lãng phí vào những công việc, những con người mà không mang lợi ích cho bạn. Bạn sẽ dấn thân vào tất cả mọi vấn đề luôn. Bạn làm sao để bạn có thể phát triển tốt nhất có thể. Bạn được sự tôn trọng và tin tưởng người khác. Do đó nhiều khi những cái tôn trọng và tin tưởng người khác này, họ lại thấy là bạn đang bị áp lực rất là nhiều. Do đó bạn có thể say mê theo đuổi những cái mục tiêu của chính mình. Bạn có thể là cái người tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn. Nhưng họ cũng biết rằng bạn cũng chưa có đủ tỉnh táo để nhận thức ra rằng đâu là cái người bạn cần giúp đỡ thực sự và đâu là cái vấn đề có thể giúp nên khiến cho mọi chuyện nhiều khi đến với bạn nó không được tốt đẹp. Bởi vì cái người này hiểu được cái tính của bạn, bạn rất là giàu lòng trắc ẩn, bạn giúp người dữ lắm. Nhưng mà nhiều khi cái tôi của bạn và cái háo thắng của bạn chính là cái điều cản trở nhất của bạn ngay lúc này. Và sau đây là cái thông điệp vũ trụ muốn gửi cho bạn thông qua những cái trải bài. Thì vũ trụ mong rằng bạn hãy giữ cái vững cái lòng mình luôn sẵn sàng giúp đỡ của bạn. Hãy để cho những cái năng lượng này nó lan tỏa nhiều nhất có thể. Bởi vì cái sự cho đi là cái sự tuyệt vời nhất mà bạn có thể đem lại cho cuộc sống này. Tuy nhiên các bạn hãy nhớ tập trung vào những việc đang làm. Đừng để cho những cái sự tự hào của mình, tự kiêu ngạo của mình, đừng để cho cái việc thành công của mình mà dẫm đạp lên người khác hoặc lợi dụng người ta là không được nha các bạn. Hãy nhớ là hãy suy nghĩ theo hai mặt, đừng có chăm chăm làm theo ý của mình. Đó là tất cả những cái gì mà bạn phải cần tập trung. Và nhiều khi á, về vấn đề tình cảm, vũ trụ cũng báo rằng sẽ có một người cũng đang để ý đến bạn. Và cái người này họ cũng muốn là chăm sóc đến bạn rất là nhiều. Và bạn cũng để ý tới người ta luôn. Thì cái mối quan hệ này thực sự là sẽ lại diễn ra. Và hy vọng là các bạn sẽ gặp người này sớm. Một tình yêu đích thực của đời bạn. Mong là bạn phải biết sửa sai lầm khi xưa của mình. Những cái tổn thương, đau khổ khi xưa chính là cái bài học để cho các bạn tiến tới một cái mối tình mới, một trải nghiệm mới, thật sự khác đi. Để chúng ta có một kết quả tình cảm khác đi. Một tình yêu thực sự đơm hoa kết trái và mối quan hệ cam kết, một gia đình hạnh phúc sẽ diễn ra sau này. Mình xin chào và cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp các bạn trong những trải bài lần sau.